Rồi các bạn bây giờ bắt đầu khui cái iPhone, đập hộp cái iPhone 12 này ra. Thì cái màu này là màu trắng nha các bạn. Đó, rất là đẹp. Còn nguyên si luôn. Đó. Đó, hai mặt luôn. Bây giờ thì cái người mà bán hàng này sẽ giúp QH Vlog để mà bỏ SIM vô và cũng như là để mà set up cái điện thoại mới này. Thì cái điện thoại mới này rất là đẹp các bạn. Là 6.1 inch, là 128 GB. Đó, bây giờ cô ta bỏ cái SIM đi vô trong cái khay SIM và bỏ vô trong điện thoại. Rồi bắt đầu mở cái tấm SIM ra nha các bạn. Đó, rất là đẹp. Rồi, sáng loáng. Cứ làm tiếp đi em, đâu có gì đâu. Anh quay cái tay mà, anh đâu có quay gì đâu. Mà thường mà để Apple ID xong rồi, thí dụ mà mình muốn trả tiền Vodafone em thì mình phải bỏ cái app Vodafone vô để mình trả tiền hàng tháng, đúng không? Đúng không? À, em có gì em làm anh cái đó luôn. Em dán cho anh cái màn hình với lại như là cái cậu bữa như là ốp lưng là cho phải không, cho bữa cái cậu nói là cho cái anh cái ốp lưng, lưng. Còn về cái dán màn hình là bao nhiêu tiền? Là hai hai đồng, tụi em chọn là 20 đồng nhưng mà cũng là giảm xuống là 10 đồng. À, 10 đồng bữa cái em đó cũng nói anh là 10 đồng. Dạ, đúng rồi. Cho mấy người mà cái đúng rồi đúng rồi đúng rồi cho em bỏ này vô coi. Rồi 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 rồi. Thì em cứ bỏ gì cái số của em. Em mà thường chắc là iPhone Pro thì đăng ký làm lâu đúng không? Cả chắc cả tháng đúng không? Cái này mới có mấy ngày à. Em vừa mới order cho một người khác mấy ngày trước. Sớm nhất nó có thể tới là đầu tháng 12. Trời, lâu quá. Ủa? Bây giờ cũng bây giờ mới 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 đầu tháng 11. Cái đầu tháng 12 chắc chờ chắc mòn mỏi luôn em ơi. Anh muốn setup Face ID bây giờ là setup Face ID đi dùm cho anh luôn đi. Cái Face ID hả? Cái Face ID để cái đó mình sẽ setup sao được mà phải không? Rồi setup sao đi. Chứ bây giờ setup bây giờ đang quay phim mới setup không được. Sao em? 279927. Không sao. 2799 thôi. Không đúng gì đâu. Tại vì nếu mà unless là em đổi được cái này, duy nhất có đẩy lên được cái này em đổi được có đẩy lên được. Cũng đâu có ai lụm được cái điện thoại anh này. Không đáng phải giữ như cũ chứ trời kỳ vậy. Như vậy thì nó lợi, nó không lợi. Về anh còn đổi cái đó được mà. Nè password nè, cái password này đó. Password đó. Quýt hai giống mày. Đúng rồi. Password đó. Tại vì bây giờ người nào mà muốn lấy điện thoại anh mà người ta không có biết cái password gì, không biết cái gì, người ta cũng đâu có mở được em. Bỏ cái số điện thoại thì bỏ cái điện số điện thoại mới mà. À, không phải phải. Code mới. Nhưng mà anh có một cái iOS Apple Pay khác. Đúng rồi. Nhưng mà anh để nhà rồi. Bây giờ nó đòi hỏi hả? Em nó đòi hỏi verify cái này. Chà chà. Vậy không có làm sao? Thì ở nhà thì anh có thể làm ở nhà được, bỏ hai cái này vô thôi. Send họ thẻ gọi verification code thì anh có cái phone ngay bên cạnh rồi. Thì anh bấm vô cái 6 cái số này rồi nó sẽ mở ra. À, Apple ID hả? Dạ, sắp có sao ha. À, cái đó xong. Vậy là cái Apple ID thì chỉ cần cái mấy cái mã số này được rồi phải không? Đúng không?
Thì sao hôm trước anh làm, anh đâu có, mấy người kia làm cho anh đâu có cần đâu. Còn tại vì bây giờ mấy cái iPhone là nó dính liền hết, là cái Apple ID rồi. Vậy là xong rồi đấy hả? Dạ, xong rồi đó. Đến sau đó lúc mà anh muốn setup up qua đây, anh chỉ nhấn vô đây thôi, xin họ sẽ làm y chang như hồi nãy em làm á. À, bấm vô cái tròn tròn á hả? À, biết rồi, hiểu rồi. Dạ. Hiểu rồi. Ok, ok. Dạ. Rồi cho em xóa cái wifi của tụi em. Dạ, cho quá đi. Dạ, dạ, ok. Giờ em dán cái màn hình giùm anh đi. Dạ, dạ. Ủa, bây giờ thí dụ mà mình không có một cái điện thoại nào khác nữa thì sao? Không, thì nó sẽ không hỏi. Đấy là sẽ không hỏi hả? Tại vì tụi em sẽ set up cái mới. À, tại hiểu rồi. Tại vì mình chưa có cái iPhone gì hết. Thì mình bỏ vô cái... Ủa, bây giờ cái này em bỏ cái số điện thoại anh vô chưa? Ít cái SIM vô chưa? SIM rồi, phải không? À. Thì mình có thể bắt đầu gọi. À. Cho anh biết cái số SIM mới là số mấy, số điện thoại số mấy anh cũng không nhớ. Tại vì mình mua chứ mình không muốn nhớ cái số mới. Số cũ thì nhớ chứ số mới thì sao nhớ được. Vậy cho em số cũ của anh. À. Thôi giờ nói trong video này không được em ơi. Ok. Cái số đó. Vậy em làm sao? Cái số này mà nói trong đây không có được. Giờ này bận dữ em ha. iPhone 12 ra cái bận quá ha. Ủa nay em trai team nghỉ hả? Dạ. À, hay chi không thấy bóng dáng của em trai đâu. Mấy ngày thứ 3, thứ 4. À. Mấy ngày còn lại nữa. Hình như là nhiều cái điện thoại á, ví dụ mà mình nó hỏi mình bằng số điện thoại luôn phải không em? Nó verify bằng số điện không, anh quay dưới đây mà anh không có quay trên, anh không có quay dính em vậy trời. Thu tiếng nói của tụi em đó, tiếng nói cũng không được nữa hả? Bộ anh thu tiếng nói rồi, lỡ mai mốt anh quay lại anh nói cái record là bữa tụi em nói gì vậy đó. Trời ơi, anh đâu có làm gì đâu mà nói gì đâu em, anh đâu có gì đâu, không có. Anh chỉ muốn là đăng lên cho mấy người bạn người ta nghe coi gì thôi, chứ anh đâu có nói là bắt buộc là em làm sai làm đúng gì đâu. Ừ, anh đâu phải là police em, trời ơi. Anh quay cho mấy người bạn ở Việt Nam ta coi thôi. Ồ, đẹp quá em hả? Em đợi cái quay về. À. Gì đâu mà dán màn hình mà ở trên Apple Store đâu lấy đâu 50 đồng á. À, anh không biết nữa, có người nói là lấy 50 đô. Không, anh quay dưới đây thôi, anh đâu có quay chúng em đâu. Không, anh quay chỗ khác. Anh quay vô thì rồi đẹp quá. Vậy là chưa có Apple ID thì đâu có work được phải không? Đúng không em? Đâu có làm được cái gì đâu, đúng không? Ờ thì không biết không có download được app không. À, đâu có download được app đâu. À, quên đi, không có đem cái điện thoại đó đi ta. Mình sơ ý quá. Thì bây giờ họ kỹ lắm. À. Cái bò mà quên cái password là kể như là giục luôn cái điện thoại luôn. Không phải giục luôn cái điện thoại mà mình lại setup cái mới mà mình không có được tải về mấy cái app cũ không được mấy cái phần kia á. Nhưng mình vẫn có thể setup cái mới mà. Ủa, setup cái mới được hả? Dạ, nhưng mà nó không có giữ gì, giữ cái giục của mình. Thành ra mình phải còn mấy cái kia. À, anh tưởng là kiểu như là mất luôn cái ấy rồi mà rồi đem giục. Hình như là ở đây thì như là cho em cái điện thoại mỗi năm xài đúng không? Nó gọi là cho mượn thôi hả? Không phải, không phải trong
Nó gọi là Apple Expert. Mấy người mà mọi người trong store. Nếu mà không giỏi thì tìm được á. Dạ dạ dạ. Đúng không? Là Apple Expert. Rồi anh biết mà, tìm nó em ngày nói chứ anh ngày năm nào em cũng có một cái mới xài hết trơn. Đẹp lắm. Mà em ấy cũng màu trắng như anh nè. Cũng màu trắng nè. Màu trắng nha. Vậy em bỏ vô đây hay là muốn cầm luôn? Em bỏ cái này vô bây giờ. Bỏ cái đó vô giùm anh đi. Em bỏ vô xong cái anh stop luôn ngoài luôn. Thì á có lẽ là 40 cộng 1 bằng 41 bằng. Đúng không? Thì nó không còn cái phê duyệt năng động hồi xưa. Nó cho nhân đối điều kiện á là mình sẽ được giống như nó là về chỉ cần bỏ cái Apple ID cái là xong em ha. Dạ dạ. Rồi. Bây giờ cúp máy nha. Rồi xong hết rồi. Để em bắt đầu. Anh quay dưới đây, anh quay dưới đây không anh quay dưới đây rồi anh quay đó nói anh đây kia thôi chứ anh đâu có làm gì đó. Rồi, anh quay đây thôi chứ đâu có gì đó. Anh quay dưới đất mà anh đâu có quay chúng em đâu. Anh quay dưới đây mà. Hôm nay là tới lấy điện thoại iPhone 12 nha các bạn. Tại vì cũng đăng ký cũng cả tuần rồi đó, thì hôm nay ở chỗ điện thoại người ta tới để mà lấy cái điện thoại mới này. Thì iPhone 12 là một trong những cái iPhone mà cái công nghệ rất là cao cấp. Thành thử ra mình thích xài những cái điện thoại mới luôn các bạn. Thì ở đây sao em có được không? Rồi để lại đây cho anh đi. Rồi set up đi. Rồi. Thì bây giờ rồi em ha. Thôi em mở đi. Anh quay cái điện thoại. Giờ bắt đầu khui cái hộp iPhone 12 các bạn.